Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bích Thành. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game vô cùng dễ thương, vô cùng chill và cũng vô cùng đáng sợ. Tựa game này có tên là Bramble the Mountain King, tức là bụi gai vua của núi rừng nha các bạn. Rồi, và các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta vào chơi nhá, xem nó có gì hay và đáng sợ. Ok, đi thôi. New game. Một bông hoa nở ra ốc ạ, xinh quá. Nở ra cái gì xinh, màu trắng này xinh á? Thấy chưa? Anh bảo mà. Một cô gái không hề biến thái. Biến thái cái đầu em, xinh như minh tinh này cơ mà. Ui, thơ mộng vậy. Nhưng cô ấy biến mất rồi. Giống như kiểu một giấc mơ nhở, kiểu nhìn thoáng qua xong rồi chợt tỉnh dậy. Ô đúng thật rồi. Đây là ai? Đây chắc là nhân vật chính rồi. Và đang ở trong lòng bàn tay của một tên khổng lồ bằng đá. Thế là bị bắt à? Không, nó bằng đá rồi, nó chỉ đứng im thôi, sao nó bắt được? Em nghĩ là giống như là anh này đang được cái bàn tay của tên khổng lồ này bảo vệ thì đúng hơn. Anh nghĩ đây là một bức tượng bằng đá khổng lồ và bạn này trốn ở trong cái bàn tay này. Nhân vật này tên là Ole nha các bạn. Ole hoàn toàn rất là thoải mái dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm. Anh ấy đã sống sót vào buổi tối rồi các bạn ạ, nhưng mà nó cũng chỉ vừa đủ thôi. Và ít nhất thì anh ấy cũng đã tìm lại được một cái tảng đá gì đấy. Thì chắc là cái tảng đá đấy, cái tảng đá người đấy. Và điều này cho anh ấy cái cảm giác giống như là người em gái của anh ấy đang nói về cái con đường đúng đắn mà anh ấy đang đi. À, thế đúng rồi, chúng ta trốn vào trong cái bàn tay của bức tượng người đá khổng lồ để ngủ qua đêm các bạn ạ. Vào đây chúng ta có thể nhảy. Và nhiệm vụ của mình là nhân vật chính là cái bạn nhỏ nhỏ này đi tìm lại người em gái bị bắt cóc bởi một tên khổng lồ. Kinh vậy, một mình liệu có tìm được không? Người ta khổng lồ, người ta dẫn một phát mình bẹp dí. Vẫn phải đi tìm em chứ đúng không? Em bị mất cóc thì phải đi tìm chứ. Thế em mà bị bắt cóc anh có đi tìm em không? Không. 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 Kìa. Rồi các bạn ơi, và chúng ta trong vai một người tí hon chạy lon ton. Wow, trên một bãi cỏ đầy hoa màu trắng. Thấy không? Người mình bằng đúng cái con bướm đang bay luôn á. Mình chỉ cao bằng những bông hoa thôi. Đằng xa xa có một bạn tí hon hơn cả mình. Tí đâu? Hon của tí hon đấy, chạy kìa. Tí hon đội mũ đỏ các bạn nhìn thấy không? Chắc là mình sẽ phải đi theo bạn đấy. Thấy rồi, thấy người mình nhỏ chưa? Đằng xa con hươu kìa, con hươu nó còn to ơi là to luôn. Bạn ơi, đợi mình với. Đấy trò game này quá là chill luôn, quang cảnh rất là đẹp. Nhạc cũng hay nữa các bạn ạ. Và hiện tại nó chỉ có bản demo thôi các bạn ạ. Khi nào nó ra game full thì tụi mình sẽ mua chơi. Vì cái game này rất là hay. Đấy, có cả những con chim nữa. Con chim đang ăn cái gì ấy. Ông đã bao giờ lùa chim chưa? Ngày xưa ở quê anh có thấy đàn chim đậu xuống đất chim sẻ. Nó mổ thóc khi mà mùa gặt ấy. Hay chứ chạy ùa ra, lùa một phát nó bay hết lên bầu trời. Bay lên chim ơi. Mình cười đấy. Đấy. Và đấy, các bạn thấy mình nhỏ bé không? Bằng bé hơn cả con chim ạ. Ôi, đằng xa con gì kia? Một con... Hồng bên à? Con chuột. Trời ơi. Không phải chuột, nhìn như nhím ạ. Không có chuột đấy ốc ạ. Con nhím con. Mà không biết nữa các bạn, nhỡ có ăn thịt mình không? Không, bạn mũ đỏ ngồi trên kia kìa. Wow. Không, đây là con chuột ốc ạ. Nhím nào nó có lông nhọn nhọn cơ. Đúng rồi. Ôi, mình được cưỡi con nhím này luôn à? Cưỡi cùng cái bạn đỏ đỏ kìa. Và cầm cái cần run à? Trên cái cần nó để một con run đúng không? Đúng rồi, để cho cái con nhím này nó đi theo cái hướng con run của mình ấy. Giống như ở trong Minecraft mình cưỡi con heo, có đúng cái rồi. Cần câu cà rốt. Đúng rồi. Thế mình ở trên này mình câu được cá không ta? Ui dồi. Thay vì cưỡi cái con này sao mình nhảy xuống hồ bơi cái đã. Mấy hôm không được tắm rồi, nhảy xuống nào. Bum. Rồi nhảy xuống mất tích luôn. Xin vĩnh biệt. Nghĩa là mình nhỏ bé quá, mình nhảy xuống hồ là mình bị chết luôn á. Thế thì bây giờ phải cưỡi cái con chuột này để đi tiếp thôi. Bắt buộc phải cưỡi cái con này để cho nó bơi. Nó cõng mình bơi qua sông. Đây không biết là sông hay đầm lầy. Anh nghĩ là đầm lầy không ạ? Cậu bé tí hon này đẹp trai quá à. Tên câu cá nào. Rồi,
Hy vọng là cái con này nó có thể bơi được. Nhìn nó béo lắm, còn nó chắc là chìm á. Ui, nó bơi được này ông nè. Tinh 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 tinh. Chuột biết bơi hả các bạn? Ơ, chuột bơi giỏi lắm, ơ không biết à? Ôi thế á, em không biết là chuột biết bơi luôn ấy. Đấy. À. Đây chắc là một cái đầm lầy rồi các bạn ạ, chứ không phải một cái hồ hay cái sông gì đâu. Rồi ra đây rồi sao? Ông để ý ở đằng sau gốc cây có những con dao hay cái gì chưa? Ừ đúng rồi. Ghê thế, thôi được, đi tiếp đi. Ô có con ếch này, ếch ọc, ếch ọc, ếch ọc. Ôi. Ếch nó không thèm chơi với anh luôn á. Ôi nó nhảy tỏm xuống rồi, nó lặn mất tiêu rồi. Ôi mình đi sang bên bờ này. Đối với người tí hon như mình nó là một cái đầm lầy nhưng có khi chỉ là một vũng nước thôi. Một vũng nước với những người khổng lồ. Đúng. Tinh 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 tinh. Tinh tinh cái gì mà tinh tinh? Ơ sao không đi bằng con này lên luôn? Không đi được, con này nó không nhảy được. Rồi chúng ta lên trên đó rồi. Ta 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 ta. Wow. Đồ họa game này rất rất là đẹp luôn á. Đấy, cái bạn người nội mũ đỏ kia. Bạn đang vẫy tay gọi mình ấy. Ừ. Bạn ơi, đợi mình. Wow. Bên kia là hoa trắng, bên này là hoa vàng. Đằng xa xa kia có tên người khổng lồ bằng đá. Bằng đá ấy, sợ gì? Nó to như thế, nó đập cho một phát thì mình chỉ có bẹt dí rồi. Bằng đá không sợ, nó phải là thành người thật mới sợ. Ấy những bông hoa bồ công anh đung đưa trong gió. Ờ cái gì? Nhưng cậu bé bông hoa bồ công anh. À, trên đầu mọc ra bông hoa. Thấy không, các bạn đang chạy này. Ờ. Đuổi bắt đi các bạn ơi, chơi đuổi bắt đi. Ôi, cái gì đây? Anh bảo mà có tên người khổng lồ bằng đá, nhìn thấy từ xa rồi. Sao nó lại cử động được? Chứng tỏ con này là con sống nha các bạn, không phải cái con chết. Nhưng mà lúc ấy mình trốn ở trong tay để ngủ đâu. Ờ. Ê bạn ơi, nó lại còn đeo vòng hoa nữa. Nó là con trai con gái nó lại đeo vòng hoa. Không biết được. Nó chắc... đang ngủ à? Ui nó ngáy như là Bê Quý Thành ngáy ấy. Ờ được rồi. Ủa, sao nó không dậy ốc ơi? Đấm cho nó phát. Kệ nó đi, đừng động vào nó. Ơ nhưng mà mình không đi được. Mình phải bằng cách ở đây dụ nó ra thì mình mới đi được đúng không? What the hell? Chắc phải nói tiếng người rừng các bạn ạ. Nhưng nó cũng không nghe. À hay là lấy cái bông hoa bồ công anh rồi phải vào mũi nó. Hay nè các bạn này đến đấy nhỉ? Ừ. Ờ khéo thế, thử nè các bạn này đến đấy xem nào. Đi kia các bạn đấy. Nè các bạn. Ủa đấy. Đấy, em bảo ngay mà nó hát hơi nó hát hơi nè. Rồi xong. Ui. Nó bảo là vào đây, vào đây. Vào lòng bàn tay của tôi đi. Ờ, rồi nó bóp một phát nát bét. Thôi đằng nào cũng không đi được, hơi liều vậy. Ờ. À, người ta đỡ mình lên nè, dễ thương quá à. Người bạn đá khổng lồ rất là tốt bụng chứ không hề độc ác như mình nghĩ đâu. Ồ. Bạn này đang khóc à? Bạn này đang khóc hình như là khóc bên vũng nước. Ờ khóc kiểu như kiểu chuyện gặp chuyện gì đấy á. Chỉ à cụ của bạn đấy. Ờ ông thôi chắc chỉ đến cụ. Nghĩa là bạn ấy đang nhờ mình đưa bạn ấy đến chỗ ông của bạn ấy. À ok nha. Okay. Đấy, bạn ấy bé quá ngồi cả trên đầu mình. Mình xin đã nhỏ mình đã nhỏ rồi, bạn ấy còn nhỏ hơn cơ các bạn. Ừ bây giờ sẽ đi qua. Bơi qua rồi. Này không có con gì để cưỡi rồi. Ôi, mấy bạn nhỏ nhỏ xinh xinh người bằng người nấm à. Ui, các bạn ơi, xuống đây bơi với mình nè. Làm sao để đưa bạn lên kia ta? Ông của bạn ấy ở bên này này. Ôi, em nhìn thấy các bạn này cởi chuồng, Bê Quý Thành ơi, không mặc quần áo, nhìn thấy hai cái mông. Kệ các bạn ấy đi. Bây giờ mình sẽ đưa cái bạn nhỏ nhỏ mũ đỏ này đến chỗ ông của bạn ấy. La la la. Đấy là tiếng sáo đúng không? Ờ đi đâu ấy? Ui. Đi thôi. À chắc là chúng ta phải chui qua mấy cái rễ cây để ông này. Ừ. Rồi sang rồi. Ông của bạn ấy ở đâu ta? Sao chưa thấy? Đi qua cây cầu gỗ này là đến. La la la. Ông ơi, cháu đưa cháu của ông đến rồi đây này.
Liệu mình có phần thưởng gì không ta? Mình đang đi rất là thăng bằng này, chắc là không có gì đâu cả. Chỉ là giúp đỡ người khác trên con đường của mình thôi. Đúng rồi, đấy, bạn ấy đã gặp được ông của bạn ấy rồi, rất là vui luôn. Nhìn như là yêu tinh trong dịp Noel ấy các bạn ơi. Bye bye bạn nha, bye bye. Lắc lư cái đầu nào. Lắc mà lắc cả cái đầu luôn. Ui dồi, cái gì ấy? Có một tiếng nhạc gì đấy làm mình feeling. Mình feeling hay là mình bị thôi miên ấy? Giống như cái cảnh nó kiểu rung 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 kiểu ảo ảo ấy. Giống như kiểu mình bị thu hút bởi nó ấy, kiểu bị mê hoặc luôn rồi. Rồi. Rơi xuống rồi. Ê, mình trượt đi đâu đây nè? Ôi, trượt xuống đáy xã hội rồi. Rồi xong rồi. Ui dồi, ui dồi. Ui. Ui. Thôi 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 thôi. Thôi vào cây rồi, vào một gốc cây mục các bạn ơi. Thế là rơi vào hang động rồi ạ. Ui không. Wow. Mình có thể nhặt cái đấy giống như là kiểu đèn hả? Mình có thể cầm cái này để soi đường này. Một viên rồi. Đá phát sáng. Ừ. Tối quá. Ồ. Đừng hát nữa Thành ơi, đừng hát nữa. Ui giời ơi. Mất cây cầu luôn. Đi nhảy qua cây cầu bên này rồi. Cầu ở đây như kiểu lâu lắm không có ai đi nhá. Và nó rất là mục rồi. Không cẩn thận là rơi xuống dưới kia là đáy xã hội đấy các bạn ạ. Không lên được đâu. Cái cầu này nó kiểu cũng nhỏ như là cho mình đi thôi ấy. Một cái lồng. Nhảy lên lồng à? Đúng rồi các bạn ơi. Kéo sang bên này xong nhảy ngược sang bên kia. Wow. Đấy gọi là trí thông minh các bạn ạ. Ừ, bây giờ mình sẽ lại nhảy sang bên này. Nhảy sang bên này. Và đi thăng bằng à? Lúc nãy mình mà đi thăng bằng là mình ngã rồi đấy. Đung đưa đấy. Ê, nhảy lên đi. Ủa rồi, một cái giống như là một cái cũi á. Để giam cầm. Một cái lồng, một cái cũi nhốt cái con gì đấy bên trong sao đúng không? Đúng rồi. Con gì đấy? Con gì? Một bộ xương. Úi dồi. Một bộ xương thôi. Ê, xoay đèn đi. Tí ngã. Tỉnh lắm. Đi tiếp. Đâu, đi tiếp đâu, chắc là nhảy đến đây rồi. Nhảy đến đây. Ui, tối quá. Tối thế. Ui, không cẩn thận là rơi xuống đó rồi. Ui, đi thăng bằng. Ê. Đừng có dọa rơi xuống bây giờ. Nhảy tiếp. Ui, những con rơi bên trên kìa. Ừ đúng rồi. Thôi đừng nhìn nó bay ra, nó ào mặt mình là mình sẽ bị tiêu diệt đấy. Ui kinh quá, nó to thật đấy. Sao lại đi xuống? Ui Thành ơi. Đu dây. Bám vào xích. Bám vào cái xích bên phải cơ mà. Không nhìn thấy cái xích bên phải à? Anh không để ý luôn, anh thấy cái cầu này nó cong 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 ghê quá. Rồi ok, lại nhá. Sao ơi? Nhìn có cái xích bên phải á. Rồi ok. Đu. Để qua này. Ơi giời ơi. Quá đà. Đồ ăn hại. Chắc là không thể bám vào xích được rồi. Không bám được vào xích các bạn ạ. Chứng mà tỏ là sẽ nhảy về hướng ngược lại. Không phải nhảy về hướng ngược lại đâu, mà nhìn cái cây cầu này đổ nhá. Thấy không, có một cái cây cầu đây này. Mình sẽ phải nhảy sang cái cây cầu đấy. Mình phải căn đến khi nào mà hợp lý thì mình mới nhảy được. Nếu đúng, không mình sẽ rơi. Đúng rồi, làm lại là peo 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 peo. Đứng vào giữa. Tăng 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 tăng, chuẩn bị nhảy này. 1, 2, 3. Nhảy ông ơi. Lên được rồi. Wow, đỉnh thật sự. Ui, chỗ này có vẻ như là nó không được chắc chắn lắm này. Lại đổ và mình lại nhảy. Ôi giời ơi. Khó nha. Nhảy xuống đáy xã hội luôn. Không sao các bạn đây. Thôi hay quá. Đổ đi nào.
Nhảy. Mình sẽ phải bỏ viên đá ra trước mình nếu mà mình cố mà cầm nè. Nhảy. Bỏ viên đá đi. Bỏ viên đá này. Nhảy lên. Thôi hay quá. Rồi đấy các bạn ơi. Lên rồi, lên rồi. Nếu mà cố cầm viên đá là kiểu gì cũng rơi. Ừ. Ủa có tiếng gì khóc ấy? Nó khóc à, em tưởng nó kêu nó rú lên ấy. Nó khóc ơi. Imo. Đấy là tiếng Anh khóc thì có. Ơ, bên này có một người này. Ờ, bị nhốt vào trong rồi. Ờ. Kia, đu sang đi, để cứu người ta. Ồ, cứu đi. Nó bị điên rồi, Bèo Thành ơi. Ôi, bạn ơi, thôi, mình mượn cái lòng của bạn mình đi thôi. Mình không làm gì bạn cả, ôi, trời ơi. Đi ghê lên, cảm giác như nó sẽ phá cái lòng này được luôn á. Đây, có đường ra rồi. Đâu? Đường ra đâu mà đường ra. Không, đường đi chui tiếp vào hang, không phải đường ra. Cái gì ấy? Ôi, một con vẽ hình một con quỷ á, hay con gì ấy. Các bạn ơi, nó có hai tay hai chân này. Và có những người tí hon giống như mình đang phục tùng nó ấy kìa. Ồ, thế là nó bắt những người tí hon phục tùng cho nó đúng không? Nhìn con này giống như quỷ mèo hoạt hình ấy. Ờ. Thế chứng tỏ ngày xưa đã có người sống ở đây. Và họ đã bắt phải làm việc cho cái tên khổng lồ đấy. Ừ, sau đấy họ vẽ lại. Đúng rồi, họ vẽ lại. Đây. Đây, ôi rồi, và nó có phép thuật. Ờ. Nó đánh những người tí hon đi ra bay luôn các bạn ạ. Ờ, nó và có phép thuật win. Để ý con này nhá, nó có 3 ngón chân, 3 ngón tay thôi. Và có 2 cái tai giống như một con mèo vậy. Đi tiếp đi. Sẽ còn nhiều bức vẽ phía trước. Em đoán là như thế. Thế đang tiết lộ ra cái con quái vật khổng lồ, con quái vật đáng sợ đây đúng không? Đây này. Ui, cái gì đây? Ui. Đấy chưa? Nó, đấy, đây là nó đang thống trị người ta. Những người nằm là người tí hon đấy là bị chết toi đúng không? Ui. Ghê vậy. Ôi, con này có ánh sáng tự nhiên này. Ôi. Ra được rồi. Có ánh sáng là ra được bên ngoài rồi các bạn ạ. Ờ. Ôi, cuối cùng đã thoát khỏi cái hang. Ôi, chói mắt quá. Ánh sáng chói lòa. Ui, bạn này lại bị đau đầu rồi. À, đấy. Mình như kiểu bị tiếng đàn mê hoặc, mình sẽ phải chạy theo tiếng đàn ấy, không để kìm hãm lại được. Ừ. Ui. Có gì kìa không? Ui. Nó nhìn mình. Tóc dài ấy. Nó nhìn mình. Con quái vật tóc dài. Ui, nó lặn xuống rồi. Hóa ra là con đấy chơi đàn. Như kiểu nó đánh đàn, nó dụ mình đến đấy không? Ờ. Nó mê hoặc mình phải chạy đến chỗ nó. Ui bùn. Ui rồi. Nó đâu ta? Chắc là nó không bắt mình đâu. Em nghĩ nó sẽ bắt mình đấy, nhưng mà nó ở dưới nước. Ô kìa, các bạn nhỏ kìa, các bạn bé bé kìa. Hello các bạn nha. Ô, bé bạn này lúc nãy đứng ở trên cây mà. Ừ, bơi lên đi, bơi lên cho các bạn đi. Ô, có biết con quái vật gì hay ở sông hồ không? Giống như kiểu con ma da đấy. Hay cái gì bằng tay kia kìa. Đấy rồi. Tay của nó đấy. Ma da đúng không? Ờ, chắc thế rồi. Ôi, ở sông hồ chỉ có ma da với quả. Đâu? Người khổng lồ đá. Ờ. Người khổng lồ đá. Làm giật hết cả mình, cứ tưởng bàn tay của nó mình đi thêm nó chộp cơ, nhưng không phải các bạn. Bức tượng này đã chìm xuống dưới này rồi. Các bạn ơi, các bạn ơi, lúc ấy mình thấy con gì các bạn có biết không? Sao chúng nó toàn lắc đầu đấy không? Chúng nó cười anh là đồ ngu, đồ ăn hại đấy. Ừ, ghê quá. Ở sông hồ chỉ có ma da thôi, nó bắt người ta đấy. Ô, chuồn khỏi cái đầm lầy đi. Ừ, nhảy nhanh lên. Teo, đi rồi. Chắc nó không bắt mình thật. Ờ, may là mình nhẹ đấy, không là dẫm vào mấy cái lá bèo này. Lá gì đấy? Lá sen. Ờ, lá sen hay lá gì đấy? Lá súng. Không bị chìm đấy các bạn. Ờ, đi rồi. Ôi anh ơi. Ôi chị ơi. Ôi anh ơi. Ôi chị ơi. Ôi, nó bắt mình ăn thịt à. Thôi anh ơi, chị ơi. Ôi, nhìn nó kìa. Nó là anh hay là chị vậy không? Nó là anh đấy. Ôi anh chị ơi. Nó là tóc dài nhưng mà nó là con trai á. Nó đang đuổi sau mình ấy kìa. Ui kìa, chạy đi. Ui. Nó sẽ phá những cái lá. Cứu. Cứu em. Ui dồi. Lên bờ sẽ không sao đâu. Ui bùn nó làm mình chậm lại. Ôi.
chạy đi. Ma ra bắt người dưới sông, dưới đầm lầy. Chạy nhanh lên. Ôi trời ơi. Chạy đi, nó cắn đầu đấy. Chạy đi. Chạy đi. Ôi ơi. Sao nó lại ăn mình? Mình bé tí này ăn nó chả bỏ no. Ừ, nhưng mà như kiểu nó bị đói lâu năm rồi ấy, nó không bắt được con gì ở đây á. Sao nó không ăn con ếch? Ôi, 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 thoát rồi. Chưa, tôi... chưa đâu, nghe tiếng nó kìa. Thôi đây em. Nó vẫn đang di chuyển ấy. Ôi. Kìa là những bộ xương mà nó đã từng ăn à, hay là hòn đá đấy? Hòn đá ok. À ừ. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi, nó không đuổi được mình nữa rồi. Ủa, nó lại đánh đàn kìa. Ờ đấy, nó lại đánh đàn đấy, con này. Nó đánh hẳn violon nhá, một môn bộ môn quiz sở tộc hiểu không? To tí te con bò kiểu sẽ. Ui giời ơi. Ui. Nó có phép thuật win bắn một phát mấy bạn người tí hon này. Ha, mình phải đứng ở chỗ để né đấy. Nếu mình mà không né được là mình bắn đi. Đấy đấy, rồi bây giờ mình đi. Đến đây né. Náo 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 náo. Ui giời ơi. Ui giời, được rồi, đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi. Ui, ui. Công phu đánh đàn đúng ở trong phim trưởng con đấy, đúng quá, nó bay màu luôn đấy các bạn. Rồi, ui các bạn. Đấy các bạn lại kêu. Rồi đi tiếp. Náo. Ui rồi. Rồi đi tiếp. Náo. Rồi. Nhảy lên. Ui giời ơi, bay xuống đây sao? Cáu thật đấy các bạn ạ, chơi game cáu thật đấy. Đây giời ơi. Chạy đi. Trốn. Rồi, hay quá. Cúi người xuống, cúi người xuống. Rồi, đến đây, lại nhảy qua hòn đá này. Náo, náo, náo. Rồi. Nhanh 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 nhanh. Náu náu đi. Ui giời. Không náu. Ui. Thì không kịp. Không kịp đi như ngáo ấy. Bùm. Ôi ôi. Lớp sau viên đá rồi con bị bay màu. Phải đứng đủ gần mới được. Gần vào, cúi xuống. Thế. Rồi. Nép vào. Rồi, đi lên. Đi nhanh lên. Đứng nép vào. Đúng rồi, rồi nhảy rồi. Lên. Quá kinh dị luôn. Đứng nép vào nhanh lên. Rồi, gốc cây, gốc cây. Từ 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 đã, cho nó đánh nốt nhịp đã. Rồi, gốc cây, gốc cây. Hòn đá, hòn đá, hòn đá, hòn đá, lăn lăn. Rồi, ra trốn sau hòn đá này à? Không, hòn đá này sẽ lăn xuống. Rồi. À, mình phải né cả hòn đá lăn nữa các bạn ơi. Ui, vẫn bị chết, trời ơi. Bùm, đấy, chà. Trốn, 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 trốn đã. Bùm, thấy không? Ừ. Kiếp thật đánh đàn mà như kiểu là gì ấy. Rồi đấy. Trốn sau cái này, trốn sau cái này. Ui. Ui sao lại di chuyển làm gì, đã bảo trốn sau ở đấy rồi. Anh tưởng nó ngồi chéo ở kia thì mình sẽ đứng ở chỗ kia nha các bạn ạ. Không được, đây đây. Đứng thì ở đây. Sát đây luôn, đúng rồi. Thế. Đây chưa. À. Đá lăn. Bẹp dí. Hai viên đá lăn nha. Bắn máu pẹt pẹt pẹt. Pẹt. Rồi, đợi viên đá thứ hai lăn thì mình mới đi nha các bạn. Đấy, thấy không? Lửa mình đang. Ui, không sao, thoát rồi ông ơi. Thoát chưa, thoát chưa. Thoát rồi. Ui, nguy hiểm quá. Ôi, náu đi. Náu đi. Phải khu người xuống thế này này. Ok ok, biết rồi. Chúng ta đi xa quá, không kịp chạy lại cho bức tường. Đã
tại vì anh chạy đi đó. Bây giờ mình phải đi mon men. Mon men ở cạnh bức tường để mình trốn nha. Đây. Rồi, cúi thấp người, cúi thấp người. Đấy. Ôi anh gì ơi. Ui giời. Đi 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 đi. Phát rồi. Không, nó lại tòi lên bây giờ ấy mà. Mấy cây nấm kìa. Trượt cỏ, trượt cỏ. Trượt cỏ, trượt cỏ. Wow. Thôi lại rơi xuống dưới nước à không. Thoát khỏi con đấy rồi. Ui dồi ôi, cái gì đấy. Thoát khỏi con đấy nhưng mà lại đến chỗ khác. Ui, bơi đi. Vùng đất này nó, à đâu, vùng nước này nhìn nó còn đen đen bẩn bẩn ý. Ui. Nhanh lên, bơi vào đi. Nó ăn thịt bây giờ. Nó không bơi được vào đây đâu. Lại vào rơi vào trong động hả? Ừ. Ôi trời, còn ngã sấp mặt nữa. Eo, bộ xương kia kìa. Một bộ xương, hai bộ xương. Úi dồi, bộ xương đang ôm nhau. Kiểu như đang che chở ấy. Người ta là mẹ con à? Ờ. Không phải che chở mà kiểu bịt tai cho nhau rồi không nghe cái tiếng con kia. Thế là bị con kia dọa cho chết ở trong này luôn á? Ừ. Hay là bị nó ăn thịt? Ăn thịt cái gì? Ăn thịt mà chết trong tư thế đấy à? Ờ, chắc người ta là... bị chết trong lúc người ta đang che chở cho nhau. Nghĩa là trốn vào trong này không thoát ra được các bạn. Ừ. Ui, liệu mình có bị như thế không? Mình không thoát ra được và mình cũng trở thành một bộ xương như thế không? Có đấy, chơi ngu như anh thì chắc là thế đấy. Còn đâu đi, anh sẽ thoát được con tầng. Nhảy đi. Rơi rơi xuống, xuống vách núi. Vách vách hang động chứ. Yeah, tăng tăng tăng, thoát khỏi con quái vật kia là vui lắm rồi. Thì sẽ gặp con quái vật khác. Em xui xủi cái mồm, không gặp quái lên vật rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi, thoát rồi, yeah. Cuối cùng đã thoát ra được. Vui ghê, vui ghê. Lại nước nữa. Sao, sao đây lắm nước. Ui, chạy đi. Ôi, anh ơi, chạy em ơi. Trượt, tránh. Điều khiển để tránh cho đâm vào đá bây giờ. Đấy, ui, đã bảo rồi, trời ạ. Điều khiển rồi nhưng mà nước trôi xiết quá. Xiết cái gì? Điều khiển đi, đúng rồi, lạng lách, đánh lạng lách đi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, sang bên kia, sang bên, sang phải. Ê, ôi, nước nó lảo đảo ơi. Nhân vật của Baby Thành bị chấn thương sọ não. Kìa. Chưa chết được đâu. Giờ đi sang, sang phải đi. Không thì để nó xuôi dòng sang trái, sang phải. Nước nó làm mình khó điều khiển hơn. Sang trái đi, phải nó xuôi dòng quá. Trái, đúng rồi. Phải có những lúc mình thả trôi theo dòng nước, hiểu không? Đừng có cố gắng điều khiển. Bắt buộc là phải điều khiển, hiểu không? Điều khiển cái gì? Điều khiển như anh nhân vật nó chết cho cả chục lần rồi. Điều khiển thấy không? Điều khiển. Ui không. Ủa chỗ này nhỏ đấy. Ui sắp ra thác rồi. Ui đúng thoát rồi. Thoát rồi. Yeah. Ôi không. Ừ không, nó bơi nó chết theo cái dòng thác này. Thế là mình chết chưa? Ok các mình bạn chưa biết là mình có chết không. Mình mà mình biết là hết game rồi, hết cái bản demo này rồi. Một sẽ có hai phương án xảy ra. Một là nó rơi xuống thác nước nó bị chết. Còn mình sẽ bị văng ra chỗ khác. Hai là nước đang rơi nó ăn thịt mình luôn. Hoặc là rơi xuống nó không chết nó ăn thịt mình luôn các bạn ạ. Các bạn có thấy game này hay không? Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy ấn like video và đăng ký kênh cho bọn mình. Và nếu như mà các bạn thích thì bọn mình khi nào ra bản full thì mình sẽ chơi game full luôn nha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Ui, lần đầu tiên gặp ma giả dưới dòng sông, dòng nước kinh quá. Con đấy nhìn ghê thật. Đúng rồi, nên các bạn đi ra ngoài mà bạn nào nhỏ không được chơi ở khu vực sông nước mà không có người lớn. Đúng rồi. Bye bye.